Bố đi đâu rồi con? Dạ. Đây ở mẹ ừ? Hai ông bà. Dạ vâng Ông ạ. bà đây luôn này. Ừ. Bố cháu đi đâu? Bố con đang tìm nhà. Ở trên nhà, nhưng mà bố nó bây giờ làm sao? Sức khỏe như thế nào? Bố chả làm được cái gì. Không làm được cái gì. À. Đến mùng 2 Tết này là được 3 năm rồi. Mùng 2 Tết là bắt đầu là... 3 năm đấy. Mà 3 năm rồi đó. Cái gì? Bà giờ phải nuôi 5 bố con. À. Bà nuôi 5 bố con. Vâng. Con mới gả chồng được có một cháu. À. Nó là bố nó mẹ nó chết tôi có 36 tuổi. Vâng. Cái nhà này thì nó ấy lắm. Đây là người mẹ nó đẻ. Nó đang mới được có 8 tháng mà con mới. Có 8 tháng là mẹ mất đó. Đúng mẹ vàng tròn cháu không ốm. Ừ. Giờ đây là có bác Huyên vào nhà đi bác. Đây. Đây là cái nhà của ông bà đúng không? Dạ, ừ. Đây cái gia đình này hoàn cảnh lắm vậy. Mẹ thì mất đó. Thì cháu mới có mấy tuổi là mẹ mất đó. Cháu mới có 8 tháng. Mới có 8 tháng tuổi là mẹ mất đó. Rồi là Tết năm 3 năm về trước mùng 2 Tết thì bố là bị nghe ông bà nhé. Bố bị tai nạn, nó chết. Đó. Thế sau đó mẹ nó cũng đi luôn à? Không. Mẹ nó chết trước chứ? Chết trước à? Mẹ nó chết từ khi đây mới có 8 tháng tuổi này. Mới có 8 tháng là con đi ra chợ mình cứ một cái cục xương vui vậy xong là họ chẳng lấy tiền họ cho về. À, họ cho về luôn. Một bữa ăn một bát chậu. Ừ. Mà chẳng có tí sữa nào. Ừ. Cái mà ông gọi có những ngày đó. Thôi bác đi xem. Chị giới thiệu cái gia cảnh nhà này chị. Gia đình nhà cháu Vũ là cháu Công, cháu Công thì Công. Là mẹ ảnh mất sớm, bà. Bố thì bị tai nạn, bây giờ thì cũng tỉnh táo lắm, vâng, và có mấy nhà cũng đông khẩu cũng thuộc diện hộ nghèo. Anh vừa đấy, vâng, chú vào đấy, anh ấy bị rồi, hôm nay học lớp 4 nhỉ. Ừ. Cháu gửi rồi, bác lên lấy rồi. Vâng, cũng nhận hộ nghèo. Về đưa cho thầy rồi. Vâng, thì khi hôm mà bố bị tai nạn á là cha có đến đây rồi. Nhưng mà hôm đó là hình như ông bà không có nhà sao á. Thì cha có đến 2-3 lần rồi. Thì hôm nay thì cùng với đoàn nhá. Thì cha thường ở trên tòa giám mục á. Là về thăm... ông bà thăm bố đó, với lại thăm các cháu nhá. Bố thì sau khi bị tai nạn nên vì đơ mất rồi còn nhà. Rồi không có đi làm ăn được cái gì cả. Còn mẹ cháu mất thì khi cháu này mới có 8 tháng tuổi thôi. Đấy. Mà bây giờ thì bà phải nuôi mấy đứa cháu? Dạ, bây giờ con đang làm con phải nuôi 4 đứa, một đứa cháu đi làm được rồi. Ồ, vậy à. Làm cháu ăn được rồi, còn ở nhà còn ba bố con. Ba bố con đó. Vâng. Với hai ông bà là cháu. Ừ. Đấy. Đây bố nó bây giờ cũng phải nuôi, bà cũng phải nuôi đó. Bởi vì đơ đơ rồi, không có làm ăn được cái gì cả. Còn mẹ cháu thì ngự trên bàn thờ đó rồi. Đấy. Bác thấy có hoàn cảnh không? Nói chung là đặc biệt. Đặc biệt đó. Là sao gọi là đặc biệt. Vâng. Ừ. Thì hôm nay thì có cha đến thăm gia đình ông bà nhá. Trong đây là có nhiều thứ quà lắm. Mì tôm là của cô Hồng Kông bên Minustar này. Rồi cá khô. Cá khô trong ba làng ấy nhá. Ở Tam Tổng chỉ gọi nhạch thôi chứ còn ba làng là cá khô nhá. Rồi nước mắm rồi là miến ở trong đó. Rồi với lại đây là cái thuốc bổ máu cho ông bà uống nhá. Rồi cứ mỗi buổi sáng một lọ, buổi chiều một lọ nhá. Rồi chắc tí nữa phải lấy thêm cho cháu này uống luôn. Nhìn nó như người thiếu máu ấy nhá. À, hơi còi. Vâng. Rồi đấy, bác quế chào cho cháu cái đấy. Cháu đứng lên nào. Ừ. Cháu đứng lên. Rồi. Bà đứng lên. Con mấy cháu. Cháu đứng ngồi dưới này. Rồi, cháu cầm nhá. Rồi. Xin cảm ơn. Cha thì nhá. Cảm ơn các nhà tài trợ. Để giúp đỡ cháu nhé. Tiền ở đây là của cô Vân với chú Hùng nha. Cô Vân, chú Hùng với lại cô Tiffany đó, ở bên thành phố Philadelphia, bên tiểu bang Pennsylvania, bên Hoa Kỳ, giúp đỡ cho con, cho các cháu là 2 triệu đồng nhá.
Rồi bà đấy, rồi bà giúp cho các cháu nhá, chăm sóc các cháu tí nhá. Vâng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả cộng đoàn và thương gia đình của con. Vâng. Đấy thì chúc cho ông bà luôn khỏe mạnh để chăm nuôi con, nuôi cháu nữa nha. Còn đáng lẽ bây giờ đến đáng lẽ bây giờ là còn nó nuôi mình chứ mình lại đang còn phải là nuôi con rồi là nuôi cháu nữa nhé. Rồi bà cố gắng nhá. Rồi hết lòng cảm ơn gia đình của Hùng Văn ở thành phố Philadelphia bên Harrisburg á. Rồi là cảm ơn các ông công, cảm ơn các ân nhân đã giúp đỡ cho gia đình này. Khốn khổ lắm gia đình này, đúng rồi, rất là khổ. Vâng, hàng ngày ông bà đọc kinh cầu nguyện cho anh chị Hùng Vân nhé. Gia đình anh chị Hùng Vân, cho các cháu này, cho cô Tiffany này, rồi cho cô Hồng Kông, cho các ân nhân này, những người đã thương giúp đỡ mình nhé. Vâng. Dạ. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.